cái hồng như cái gì á. Cà chua, cà chua nha. Cái cá không, cái cá không, dạ. Cái gà, xin lỗi. Chủ đề 2, chợ chiên nấu, xin mời hai anh Võ Kỳ Anh. Chủ đề 3, ký ức Nguyễn Thơ. Xin mời anh Nguyễn Minh Vương, xin mời ba anh có tên lên sân khấu ạ. Dạ, chúng tôi xin mời ba anh có tên lên sân khấu. Đứng đây chủ đề nha, chủ đề 1. Anh Nhân, bạn lên là anh Nguyễn Nhân đúng không? Nhân đứng này. Chủ đề 2, Kỳ Anh đúng không? Ba Minh Vương đứng này. Dạ. Và chủ đề 2, anh đây xin hỏi, chủ đề 2, Kỳ Anh. Thì anh là nam hay nữ? Không có rồi. Và chúng tôi sẽ chuyển qua sau. Xin mời ông Vũ Đạt sẽ giao cho chủ đề 1 và chủ đề 3. Thì anh Vũ Đạt chắc anh đi phụ cô này đi bán bưởi rồi. Rồi xin mời hãy dành một tràng pháo tay cho anh Vũ Đạt ạ. Xin chúc mừng hai bạn nha. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục những tấm ảnh ấn tượng của chúng tôi với mỗi